Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin nhanh trong nước ngày mùng 1 tháng 8 của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 1 tháng 8, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung mất đĩa cổ trên mái chùa cầu sau khi trùng tu là thông tin xuyên tạc vu khống, một tài khoản Facebook còn đặt nghi vấn mất cắp khi bảo tồn đối với các đĩa trang trí trên mái chùa Cầu, kèm theo đó là hình ảnh chùa Cầu trước và sau khi trùng tu để so sánh. Ông Phạm Phú Ngọc, giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định: Nội dung mất đĩa cổ trên mái chùa Cầu sau khi trùng tu được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin xuyên tạc vô khống. Ông Ngọc cho biết, giải pháp tổ chức thi công trùng tu di tích chùa Cầu được thực hiện với cách thức mẫu mực áp dụng đầy đủ các quy trình, giải pháp thi công bài bản, khoa học phù hợp các quy trình tu bổ bảo quản các di tích gỗ đã được đánh giá, chất lọc, đúc kết từ thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An ông Nguyễn Văn Sơn cho biết hình ảnh trên mạng có ác ý, không chính xác, địa lắp trên chùa cầu sau khi trùng tu sử dụng là đĩa cũ. Ngoài ra đây cũng không phải là đĩa cổ mà từ đợt trùng tu năm 1986 mới xuất hiện. Thưa quý vị, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh một người đàn ông đạp ngã xe rồi châm lửa đốt khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Ngày mùng 1 tháng 8, lãnh đạo huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 21 giờ tối 30 tháng 7, Tổ công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Công an huyện Đức Linh đang tuần tra trên đường DT-766 thì phát hiện ông Trần Đức Linh, sinh năm 1988, chú xã Nam Chính, Đức Linh, chạy xe máy biển kiểm soát 43N7984 không đội mũ bảo hiểm chở phía sau một cháu bé nên đã yêu cầu lái xe dừng kiểm tra trong quá trình các cán bộ công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn lập biên bản vi phạm thì người đàn ông này không chấp hành nói lời xúc phạm thành viên tổ công tác khi tổ tiến hành niêm phong phương tiện thì ông Trần Đức Linh đã có hành vi đạp ngã xe máy của mình làm cho xăng trong bình đổ ra đường đồng thời lấy vật lửa trong túi châm lửa làm cho lửa bùng cháy ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế ông Linh và dập ngọn lửa đang phát cháy từ xe máy. Cho đến sáng nay, công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận tiếp tục đấu tranh với ông Trần Đức Linh để làm rõ các hành vi vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 8, thông tin từ xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ bình ga khiến một nam thanh niên ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tử vong, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nghi Trường, khi anh LBA, 23 tuổi, chú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, đang nấu ăn sáng trong bếp, bất ngờ bình ga phát nổ. Vụ nổ lớn khiến anh LBA bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Riêng gian nhà bếp bị sập, hư hỏng nặng. Thời điểm này, cha mẹ anh A đang ngồi ở ngoài sân nên may mắn thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo ông Châu, gia đình anh A từ nơi khác chuyển về xã Nghi Trường sinh sống vài năm trước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình ga, không có chuyện nổ bom như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo kết quả được công bố vào sáng 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam, 6 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Thế giới Giải vô địch tin học Văn phòng Thế giới MOS World Championship năm 2024 đều lọt top 10, trong đó có một em giành huy chương đồng. Theo thông tin từ IIG Việt Nam, thí sinh Nguyễn Minh Dương, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã giành được huy chương đồng top 3 thế giới cho đội tuyển Việt Nam tại bộ môn Word Microsoft 365 Apps. Năm thí sinh còn lại góp mặt trong top 10 tại hạng mục mà các em dự thi. MOS World Championship là cuộc thi tin học văn phòng lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi 13 đến 22 do Tập đoàn Khảo thí tin học CertiPort của Mỹ tổ chức lần đầu vào năm 2002. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 tại California, Mỹ, với sự tham gia của các đội từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính cả thành tích năm nay, trong 15 lần dự thi MOS World Championship, đội tuyển Việt Nam đã giành tổng cộng 21 huy chương, với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi điểm tin nhanh trong nước ngày 1 tháng 8 của chúng tôi. Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều mùng 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến làng Clá, xã Iakli, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai để kiểm tra hiện tượng nước ngầm phun mạch tạo thành cột nước cao hơn 20m. Tại đây, đoàn công tác đã lấy mẫu nước, khí để kiểm tra, phân tích thành các thành phần thu thập được. Khi có kết quả sẽ đưa ra các khuyến cáo phù hợp kiểm tra nước và khí có độc hại ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân hay không. Theo đánh giá của đoàn, đây là hiện tượng lạ. Đến sáng nay, mùng 1 tháng 8, giếng khoan vẫn phun khí và hơi nước, chưa có dấu hiệu giảm. Trước đó, dư luận xôn xao về sự việc kỳ lạ, giếng khoan của hộ gia đình ông Đàm Xuân Hòa ở làng Cà Lá, xã Ya Kli, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phun nước khỏi mặt đất cao hơn 10 mét, với áp lực hơi nước rất mạnh, sự việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 30 tháng 7, đến nay nước vẫn chưa ngừng phun. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Yakli đã cử cán bộ xuống kiểm tra, căng dây cảnh báo tránh người dân tụ tập xảy ra nguy hiểm. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm khi nhận doanh thu hợp nhất hơn 53.126 tỷ đồng, tăng 20% so sánh cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 5.674 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gần 1.143 tỷ đồng và lợi nhuận khác là hơn 4.531 tỷ đồng với sự đóng góp rất lớn từ việc Pacific Airlines được các đối tác xóa nợ. Hãng vận chuyển gần 11,5 triệu lượt khách và 143.000 tấn hàng hóa bưu kiện, tăng lần lượt 10% và 42,1% so sánh cùng kỳ 2023. Đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh hãng hàng không quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn từ giá nhiên liệu cao, biến động tỷ giá bất lợi, tính mùa vụ thấp điểm vào quý 2 và tình trạng thiếu hụt máy bay do nhà sản xuất Pratt Whitney triệu hồi động cơ trên toàn cầu. Ngoài ra, tình hình thiếu máy bay trầm trọng đã tác động lớn đến doanh thu, lợi nhuận của hãng. Trước đại dịch, ngành hàng không Việt Nam có 230 máy bay, nhưng hiện chỉ có 160 máy bay, giảm 32% nguồn lực do ảnh hưởng từ sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá xăng dầu hôm nay mùng 1 tháng 8 trên thị trường thế giới đi lên theo đà tăng từ phiên trước. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay có thể được điều chỉnh giảm lần thứ tư liên tiếp. Đại diện một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có thể được điều chỉnh giảm từ 280 đến 350 đồng một lít. Còn giá dầu diesel có khả năng giảm 250 đến 350 đồng một lít. Trường hợp liên bộ tài chính công thương trích quỹ bình ổn thì giá xăng có khả năng giữ nguyên hoặc giảm ít hơn. Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành chiều nay mùng 1 tháng 8 có thể giảm nhẹ 0,2%, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 21.846 đồng một lít và giá xăng RON95 về mức 22.827 đồng một lít. Giá dầu ma rút được dự báo giảm khoảng 0,8% về mức 17.035 đồng 1 kg. Dầu diesel dự báo giảm 0,4% về mức 20.109 đồng 1 lít. Còn dầu hỏa giảm về mức 20.290 đồng 1 lít.